Vật tư Lan Nguyễn xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Rất là nhiều các anh các chị hỏi em là nhà có phân bón lá kích rễ L3M không? Thì cái này nó là dòng phổ thông rồi các anh các chị nhé. Nó là một cái dòng phổ thông kích rễ quốc dân được sử dụng rộng rãi và lâu đời do cái đặc điểm là giá rẻ, bình dân và hiệu quả thì cũng rất là rõ rệt. Các anh các chị có thể thấy ngay cái công dụng của L3M ở trên ngay vỏ thùng, như là kích thích ra rễ cực mạnh này, cho cây đâm tược mới này, chống rụng hoa, tăng đậu trái, kích thích hạt lẩy mầm, tăng trưởng và phục hồi cây. Thì L3M em hay sử dụng để chăm cây phục hồi lại sau khi mà hết hoa hoặc là hết quả các anh các chị nhé. Theo nhà sản xuất khuyến cáo thì các anh các chị khi mà dâm chiết cành thì có thể sử dụng là 20g trên 1 lít nước sạch. Nhưng mà em thì ít khi sử dụng cái này để hàng dâm chiết nhé. Chỉ để phục hồi và chăm lại cây thôi thì nó rất là tốt luôn các anh các chị ạ. Khi sử dụng để tưới gốc cho cây ấy, thì chúng ta sẽ pha là 20g trên 10 lít nước các anh các chị nhé. Hoặc là có thể đậm hơn một chút cũng không sao các anh các chị ạ. Em phải công nhận là L3M nó tốt khi mà sử dụng để phục hồi cái bộ rễ suy yếu khi mà cây bị khô hoặc là cây bị ngập úng ấy. Để phục hồi cái bộ rễ suy yếu thì nó ra rễ trắng, bật rễ, đầu rễ trắng rất là nhanh. Hoặc là khi chúng ta phục hồi chăm cây sau khi mà cây hết hoa hoặc cây hết quả ấy, nó cũng sử dụng để chăm cùng với phân bón ấy. Nó cũng lên mầm lên tược rất là đều, rất là nhanh luôn các anh các chị nhé. Chứng tỏ là cái bộ rễ của nó đã phát triển rất là tốt và hấp thụ được cái chất dinh dưỡng khi mà chúng ta chăm lại cây. Chỗ xe công mới về này thì toàn là cái hàng L3M 100g các anh các chị nhé. Cái hàng L3M 100g này thì em sẽ gửi cho mọi người là từ 3 lọ sẽ là 100.000 bao ship nha. 3 lọ sẽ là 100.000 bao ship cho các anh các chị luôn. Bình thường thì em sẽ có cả hàng 500g nữa. Thì cái nọ 500g thì nó sẽ là 110.000 đồng cộng với phí ship các anh các chị nhé. Phí ship nó sẽ là 25.000 đồng. Thì nó sẽ rơi vào là 135.000 đấy ạ. Nhưng hôm nay thì cái hàng L3M 500g nó lại ở kho bên kia nên là không thể quay vào cùng ở đây được. Em lại quên không mang một cái hộp to của cái hàng L3M 500g sang đây rồi. Nên là khi mà các anh các chị cần sử dụng nhiều hơn thì bên em có lọ to, hũ to là 500g nữa các anh các chị nhé. Sử dụng cái đấy thì nó sẽ lại tiết kiệm hơn cái hàng này cho các anh các chị. Một video ngắn thì vật tư Lan Nguyễn vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái dòng phân bón lá L3M ra rễ cực mạnh. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho vật tư Lan Nguyễn nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.